một cái thế giới bên kia họ cũng đang lo cho chúng ta ở thế giới này, hữu hình mình. Họ cũng lo trừ tà, tại vì tà mà mấy thằng nhận chơi á, mình bắt mình cộng nó được. Còn ma đó là phải cần mấy gì đó để bắt nó lại, tự để nó lang thang đầy ở ngoài đường phố á, nó sẽ phá rối trật tự an ninh, nó sẽ nhặt cho người này, nó phá người kia. Hiện giờ ở nước Việt Nam á, tà nhiều lắm, đầy ở ngoài đường luôn. Bác thành Phật.